Sim. Giống tầng già. Trong hôm nay là cái video đầu tiên mình làm cái video về đi xe các bạn. Đây là mình chia sẻ những hình ảnh mà mình đi giữa, nói chung là xung quanh nhà mình thôi. Video đầu tiên đến cái này, nói chung là video này mình sẽ đi một cách ngẫu nhiên mà không có một cái lộ trình nào sáng cả. Ở dưới này các bạn có thể thấy là đường ngày xưa nó là đường đất thôi, rất là xấu, hiện nay thì ta đã làm lên rồi. Là những khung cảnh ở Việt Nam các bạn. Thì ở chỗ này là nó là thị xã các bạn. Đây là con đường mà xưa nó là cái đường mà xấu lắm. Đi đường cầu đất rồi gồ ghề kia lắm. Ở đây của mình nó sai đường mạng này. Đoạn này sẽ có một cái cầu vượt. Cầu vượt đây là nó đi lên cái đường quốc lộ, đường thông từ Bắc Nam của Việt Nam các bạn. Đó, lên phía trên sẽ là đi ra cái đường quốc lộ đó. Còn phía này là đi qua vùng đất khác. Hôm nay chắc là mình sẽ chạy xuống khu biển Phúc Quang, từ xuống biển thôi. Nào mình quay thêm những con đường khác nữa. Cái này mình sẽ chỉ đăng những video về đi xa các bạn, mình giới thiệu về đường xá như là cảnh ở đi đường ở Việt Nam như thế nào, mà ở đây là cũng là vùng quê chứ không phải là thành phố lớn như Hồ Chí Minh, nên các bạn có thể thấy là nó có rất nhiều đồng ruộng ruộng và không có nhiều xe cộ ở đây. Mình thì đặc biệt thích những cảnh như thế này, mình không thích xe cộ nhiều quá, nó bụi nó ngọt quá, có đồng ruộng rất là nhiều luôn á. Ở cái nơi mình sống thì cái thời tiết nó khác những chỗ khác. Ở đây nó theo nó có mùa rõ ràng luôn á, nghĩa là mùa mưa á, thì nó sẽ rất là lạnh, mùa lạnh á, lạnh lắm, lạnh mà bằng áo vô, nói chung là rất là ghê. Còn hay mà để nắng nó cũng nắng rất là nắng luôn, nó không có giống như Hồ Chí Minh
có cái tỉnh mà miền Nam, Việt Nam á, thì cái không khí nó điều hòa với dễ chịu hơn, nó không quá nắng và không quá lạnh. Thì video này mình đi đường lớn thôi, mai mốt mình có những video đi những cái đường nhỏ nhỏ nó thú vị lắm. Cái này là cái rừng này, rừng hồi xưa là giống như rừng nó mặt nhiều lắm, thành ra ráng đồ nhiều, rất là nhiều con ó luôn, đồ từ xưa giờ rồi, trong mà rất ít người dám vào cái rừng này các bạn. Ở lên đây đó là một cái cầu phục quan, xưa này chưa làm cầu này thì ta tạo một cái cầu gỗ, bác ngang qua đi nói chung là ghê lắm. Này làm ra cái đẹp thật rồi, ủa, cảnh này quá đẹp luôn á. Có mấy đứa nhóc mà đang đi xe đạp, chắc mình phải vượt qua thôi. Mai có lẽ là mình sẽ chạy xuống cái khu biển các bạn, ở gần mình nó có biển gọi là biển Phúc Quang. Đường này lọ quá, ồ ở đằng kia là cái khu mà mấy đứa nhỏ nó ra đá banh nè, mấy đứa nhóm gần nhờ chịu nó ra nó đi đá banh. Hồi xưa mình cũng đi như vậy luôn á, khu này thấy nhiều. Ra cảng biển này họ sẽ bắn cá nha các bạn, vì tạo vô thì mua cá tươi là chúng này mua luôn, giá nó tốt hơn, rẻ hơn rất nhiều.